những cái khu vực nào tiềm năng và đáng đầu tư ở trong Phan Thiết hiện tại. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì trong rất là nhiều video gần đây, Hiệp đã chia sẻ với các anh chị là những cái khu vực nào mà chúng ta nên đầu tư. Và bên cạnh đó cũng có một số cái lưu ý trong quá trình anh chị đầu tư làm sao để cho nó an toàn và nó hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên vẫn có một số cái anh chị là bây giờ đang rất là muốn tìm hiểu thông tin về bất động sản Phan Thiết, nhưng mà anh chị có lẽ là không tìm ra được những cái video đó, hoặc là anh chị mới đăng ký cho nên là không có xem được những cái video trước đây. Cho nên trong cái video hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ lại sơ lược là những cái khu vực nào đáng đầu tư ở Phan Thiết. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai, khi mà các anh chị quyết định giao dịch trong cái mùa này thì nó có những cái lợi ích gì, và chúng ta sẽ giao dịch như thế nào một cách nó đảm bảo. Và một số cái thông tin về tình hình dịch bệnh ở Phan Thiết hiện tại, và Hiệp muốn chia sẻ để anh chị có một cái tổng quan, cái nhìn tổng quan, vừa tổng quan nhưng nó ở trên phương diện khách quan nha anh chị, để làm sao mà nó giúp anh chị có những cái thông tin nó chính xác và nó hữu ích nhất để mình ra một cái quyết định, hoặc là ít nhất ở cái dạng là mình tham khảo được thông tin một cách nó chính thống hơn. Đây là hình ảnh Phan Thiết hiện tại vào đầu tháng 10. Thời điểm này thì đầu tiên là dịch bệnh nha anh chị. Bởi vì dịch bệnh nó liên quan đến rất là nhiều cái yếu tố bên cạnh đó, cho nên là Hiệp sẽ chia sẻ sơ qua về cái tình hình hiện tại. Hiện tại thì Phan Thiết đang có rất là nhiều cái ca cộng đồng, cho nên là hầu hết hơn một nửa Phan Thiết đã lockdown rồi. Cho nên cái việc đi lại thời điểm này sẽ khá là khó khăn chứ không phải dễ. Một số cái bất động sản nó tốt thì Hiệp đang định quay và review cho các anh chị xem, nhưng mà những cái khu vực nó không được đi vào, nó đang bị lockdown, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chuyện mà truyền tải thông tin đến các anh chị. Đó là điều thứ nhất, cho nên mong anh chị thông cảm. Và vừa qua thì một số cái nơi anh chị quan tâm và cái chỗ đó là có hàng là nó cháy hàng. Bởi vì Hiệp bán, một là cái giá của nó rất là tốt so với thị trường, và công ty Hiệp thì không có bán trên, cho nên Hiệp đưa ra cái giá nó rất là hợp lý cho các anh chị. Nhưng sản phẩm của Hiệp vẫn bán được bình thường trong mùa này nhé. Và lát nữa Hiệp sẽ chia sẻ là làm sao để giao dịch một cách nó đảm bảo và an toàn nhất cho các anh chị quan tâm. Rồi tiếp theo là cái câu chuyện rất là nhiều người quan tâm thời điểm này, hỏi là ở Phan Thiết thì đầu tư những khu vực nào. Những cái khu vực cơ bản sau đây thì Hiệp thấy nó rất là ngon đây. Khu vực đầu tiên là quanh Phan Thiết. Quanh Phan Thiết bởi vì Phan Thiết sẽ mở rộng qua hướng tây trái, anh chị đang xem nè, cái màn hình phía bên trái của màn hình mình là Phan Thiết sẽ mở rộng qua. Chính vì vậy mình hãy mua những cái bất động sản ven Phan Thiết, là những cái bất động sản mà Hiệp cho nó là tiềm năng. Thì bây giờ nó đang là ven, nhưng mà sắp tới Phan Thiết mở rộng thì nó nằm ở bên trong Phan Thiết rồi. Còn những cái bất động sản mà mình thấy hồi đó là cách Phan Thiết khoảng 7-8 km, thì bây giờ nó mà sát nhập vào trong Phan Thiết thì nó thuộc thành phố, cho nên nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong khoảng thời gian sắp tới. Đó là một cái loại thứ nhất. Vị trí thứ hai mà Hiệp muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái khu vực Tiến Thành. Vì sao mà Hiệp hay nhắc đến khu vực Tiến Thành? Bởi vì nó có rất là nhiều lực đẩy, đơn giản nó là như vậy thôi. Và lực đẩy nó sẽ giúp cho bất động sản tăng giá trong khoảng thời gian sắp tới khá là nhiều. Hai cái vị trí mà Hiệp nghĩ nó là khá là an toàn và anh chị có thể là quan tâm. Cái vị trí thứ nhất mà dành cho các anh chị mua dễ, bán dễ, mọi thứ nó rất là dễ, nhưng mà tiềm năng nó vẫn rất là tốt, đó là Thung Lũng Đại Dương. Cho nên là cái khu vực này thật ra mà nói thì nó cháy hàng liên tục anh chị ạ. Ngay cả trong những cái mùa dịch như thế này, Hiệp vẫn có giao dịch online về những cái khu này bình thường. Nhưng mà những cái giao dịch của Hiệp á, thì nó phải là đảm bảo về mọi thứ. Bởi vì cái trách nhiệm của Hiệp ở trong cái việc giao dịch online nó lớn hơn rất là nhiều khi mà giao dịch bình thường. Khi mà giao dịch bình thường thì anh chị sẽ đến xem đất và kiểm tra giấy tờ sổ sách hết, và anh chị sẽ là người đứng ra ký hợp đồng luôn. Thì Hiệp vẫn có rất là nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên nếu mà giao dịch online thì trách nhiệm phải gấp đôi, gấp ba, và kể cả bằng phần chi phí. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình không làm được. Hiệp vẫn làm tất cả mọi điều cho khách hàng của mình, đặc biệt là những anh chị mà yêu quý và tin tưởng Hiệp trong khoảng thời gian qua. Anh chị đã ủy quyền cho Hiệp đứng ra làm cho các anh chị những cái giao dịch này. Và đương nhiên tất cả những cái thông tin mà Hiệp đưa ra nó đều chính xác và minh bạch cả hai yếu tố anh chị ạ. Để làm sao mà anh chị không phải lo lắng, không phải băn khoăn bất cứ một cái điều gì khi anh chị quyết định mua một cái lô đất. Hiệp tất cả những gì mình nói đều hoàn toàn đúng, và mình phải thực hiện theo những cái gì mà mình nói. Bởi vì khi mà bán một cái bất động sản có hai trường hợp. Một là anh chị mua của Hiệp. Nếu mà mua bất động sản từ Hiệp thì anh chị dễ dàng rồi, bởi vì Hiệp luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất và an toàn nhất cho các anh chị, và sẵn sàng có những cái trở ngại gì thì Hiệp sẽ giúp đỡ hết. Còn đối với việc mà anh chị mua bất động sản của người khác mà qua công ty của Hiệp giới thiệu thì Hiệp lại phải càng có trách nhiệm hơn, bởi vì Hiệp là người đứng giữa đàm phán cả hai bên mọi thứ, làm sao cho nó hiệu quả và nó an toàn nhất cho các anh chị.
Cho nên là nó cũng không đơn giản một tí nào. Cái tình hình là chốt chặn ở Phan Thiết khá là kỹ, anh chị thấy rồi. Cho nên việc đi lại liên tục hết chốt này đến chốt kia, đúng không ạ? Liên tục. Cho nên nó ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Rồi tiếp tục cái câu chuyện là Hiệp đang chia sẻ với anh chị là đối với các bất động sản mà anh chị mua qua công ty của Hiệp giới thiệu thì Hiệp sẽ phải có thêm rất là nhiều cái vấn đề. Một là giải đáp những cái thắc mắc của anh chị, rồi đưa ra những cái phương án làm sao cho nó phù hợp nhất. Mà cái phương án của anh chị nó còn phải phù hợp với lại người bán nữa, điều kiện của người bán. Và bất động sản là một cái lĩnh vực mà Hiệp nghĩ nó không đơn giản. Cho nên người bán đôi khi họ không biết gì cả, và Hiệp phải hỗ trợ rất là nhiều thứ, kể cả là việc hỗ trợ về mặt y tế trong cái thời điểm này. Nói đến như vậy không có nghĩa là Hiệp nói khổ đối với các anh chị. Cái công việc của mình làm thì mình ok thôi, mình làm mình yêu thích công việc đó thì mình cứ làm hết lòng. Nhưng mà ở đây thì Hiệp muốn truyền tải một cái thông điệp của bản thân mình, đó là Hiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ các anh chị tất cả những điều có thể, những điều tốt nhất, an toàn nhất thì Hiệp đều hỗ trợ anh chị hết mình. Đó là quá trình như vậy. Cho nên thời gian vừa qua thì Hiệp được rất là nhiều anh chị các nơi ở trên toàn quốc luôn nhờ Hiệp mua online. Cho nên là anh chị vẫn chưa đến coi cái lô đất của mình thực tế chứng thực được, chỉ coi qua màn hình, coi qua những cái thông tin mà Hiệp truyền tải cho các anh chị, nhưng anh chị vẫn quyết định xuống tiền mua. Điều này Hiệp rất là cảm kích, bởi vì cái quá trình làm việc của mình được ghi nhận. Đó là cái quá trình làm việc, và anh chị có thể mua online thì Hiệp sẽ có một cái quy trình hướng dẫn rất là chi tiết và an toàn cho các anh chị. Thêm một điều nữa là tất cả những cái giao dịch đó Hiệp đều có hồ sơ lưu hết, cho làm sao mà khi mà anh chị quyết định xuống tiền là anh chị sẽ cảm thấy rất là an tâm, rất là thoải mái, không có vấn đề gì lăn tăn trong quá trình này. Và cái điều cơ bản nhất là không phải vì một ít cái tiền hoa hồng trong quá trình môi giới mà mình làm ảnh hưởng đến cái sự an toàn của khách hàng của mình, và ảnh hưởng đến cả cái uy tín của cả cái doanh nghiệp của mình. Bởi vì bán một lô đất nó không được nhiều tiền đâu anh chị, nhưng mà nếu mà mình làm nó không có tử tế, nó không có kỹ lưỡng chi tiết thì uy tín của mình sẽ bị mất đi. Đó là cái lý do mà Hiệp làm rất là kỹ, và những anh chị đã làm với Hiệp rồi sẽ thấy là Hiệp làm cực kỳ kỹ. Cho nên là anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản Phan Thiết, cần thêm những cái thông tin gì đó thì anh chị cứ inbox cho Hiệp. Cái số điện thoại của Hiệp và mọi cái thông tin của Hiệp có ở trong cái phần mô tả hoặc ở trong phần many links. Anh chị có thể kết nối bất cứ cái kênh nào mà anh chị cảm thấy dễ dàng nhất. Hiệp và đội ngũ cộng sự sẽ chia sẻ, sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của anh chị. Hơi lan man cái đoạn này một chút xíu, nhưng mà nó hai cái khu vực trên Hiệp đánh giá nó rất là tốt luôn, và khả năng sức bật sắp tới rất là cao. Cái khu vực thứ ba thì Hiệp thấy cũng được, cũng khá là ngon. Đó là cái khu vực sân bay. Vừa rồi thì sân bay có được Ủy ban tỉnh nó phê duyệt lại rồi anh chị, sẽ chi ra 3.800 tỷ đồng để làm cái sân bay. Cho nên một số cái trục trặc nhỏ vừa rồi anh chị có thể tham khảo trên báo thì nó đã được giải quyết toàn bộ rồi, và bây giờ đã được thông qua, và sắp tới sân bay sẽ tái khởi công làm bình thường nha. Cho nên anh chị không có phải lo lắng lắm. Cái khu vực tiếp theo mà Hiệp đánh giá nó là cũng được chứ không thực sự là xuất sắc, đó là cái khu vực mà nó xa hơn nữa. Anh chị có thấy khu vực Bắc Bình hay bán không ạ? Hoặc là những cái bất động sản nó xa xa kiểu đó, tức là nó cách trung tâm Phan Thiết khoảng 4-50 km trở lên, thì đó là những cái khu vực mà nó được hưởng lợi từ những cái dự án lớn, ví dụ như là những cái dự án về điện gió, hoặc là những cái công ty mà nó quy hoạch xa hơn, nó cần cái quỹ đất lớn. Đặc biệt là khu vực Hòa Thắng anh em, được quy hoạch về khu du lịch quốc gia, cho nên là sắp tới nó cũng sẽ tăng giá. Nhưng nếu mà mình mua được với cái bất động sản nó phù hợp á thì nó sẽ tốt. Còn nếu mà bất động sản mà mình thấy nó rẻ quá mà mình mua thì chưa chắc là nó tốt nha anh chị. Không phải cái nào rẻ thì nó cũng là hiệu quả đâu. Nó rẻ nhưng mà nó có những cái điều kiện đi kèm thì nó mới tốt. Còn nếu mà nó rẻ mà cái hiệu quả sử dụng của nó kém thì anh chị nên cân nhắc trước là khi mua. Bởi vì Hiệp thấy có rất là nhiều anh chị cứ thấy rẻ là mua, mà những cái thông số xung quanh đó rất là nhiều cái tiêu chuẩn kèm theo thì anh chị quên mất, chỉ để ý đến giá thôi. Và đối với Hiệp thì Hiệp chia sẻ cái quan điểm cá nhân của Hiệp, giá không phải là vấn đề anh chị ạ. Đối với Hiệp giá không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái hiệu quả nó có đáp ứng được cái mong muốn của mình hay không. Chứ còn nếu giá nó rẻ mà cái hiệu quả nó không có thì nó không giải quyết được gì cả. Cái điều thứ hai nữa là một số anh chị không có làm việc được với những cái bạn làm mà nó chân chính á, cho nên anh chị mua rồi anh chị bị sự cố rồi hỏi Hiệp, thì có những cái Hiệp có thể giúp anh chị được, nhưng mà có những cái thì không thể làm được, vì Hiệp không quay ngược lại thời gian để mà Hiệp chỉ ra những cái đó cho anh chị. Cho nên cách tốt nhất là hãy tìm hiểu từ trước,
hoặc là nếu mà mình tìm hiểu không đủ thời gian, không đủ cái điều kiện để mình tìm hiểu, thì mình có thể là chỉ tìm hiểu một hai con người nào đó thôi, rồi anh chị hãy nhờ họ giúp đỡ. Nếu mà anh chị không phải là chuyên gia, không có quá nhiều kinh nghiệm mà mình mua mình sợ rủi ro, thì anh chị hãy nhờ những cái người mà họ có kinh nghiệm, họ có kiến thức á, và họ làm việc tử tế, họ giúp anh chị, thì anh chị vừa đạt được cái mục đích của mình mà nó lại vừa an toàn cho anh chị. Đó là những cái chia sẻ cá nhân của Hiệp, và mong là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp đỡ được anh chị. Trước khi kết á, thì Hiệp chia sẻ thêm, đặc biệt là đối với những cái anh chị mà chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong quá trình mua, đó là khi mà mình mua bất động sản, không phải là Hiệp nói ven thang thiết là nó ngon là anh chị mua chỗ nào cũng được. Xét về mặt dài hạn thì nó cũng sẽ tăng thôi, nhưng mà một là pháp lý và các cái vấn đề liên quan nó không đơn giản như mà mình tưởng tượng. Và những cái bạn mà làm bất động sản, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì đôi lúc bạn tư vấn cho anh chị nó không có đầy đủ, và bản thân của các bạn đó cũng chưa có biết hết đâu mà tư vấn. Thì không phải chê, nhưng mà cũng có người giỏi, có người dở, có người tốt, có người chưa tốt. Đơn giản đó là như vậy. Và việc của anh chị là hãy cố gắng làm sao để cho cái suất đầu tư của mình nó tốt nhất. Cho nên là không phải là Hiệp cứ chỉ cái khu vực đó là anh chị cứ mua đại, mua thí cái nào cũng được. Không phải mua bất chấp là cứ lựa cái khu vực đó mua là không được. Đó là những cái mà Hiệp mong muốn là giúp đỡ được anh chị mua bất động sản trong khoảng thời gian sắp tới. Còn một số anh chị mà có bán bất động sản á, thì hãy liên hệ bên Hiệp, bởi vì đợt này thì bên Hiệp bán khá là tốt. Bên Hiệp bán cái thời điểm dịch bệnh này vẫn bán khá là tốt. Miễn là anh chị bán cái bất động sản đó, một là có sổ rồi thì hãy gửi, còn nếu chưa có sổ thì Hiệp không bán được đâu. Cái thứ hai nữa là cái giá nó hợp lý anh chị ạ. Cái giá hợp lý được người ta thì được mình. Mình bán đi bất động sản, mình giải quyết được vấn đề của mình, hoặc là mình muốn đầu tư chỗ khác, các kiểu vân vân. Nhưng mà cũng phải hợp lý cho cái người mua. Vì người mua họ còn phải, ví dụ người mua là nhà đầu tư thì họ phải bán lại, họ phải có lời một chút, hoặc là khu vực đó nó sẽ tiềm năng một chút thì họ mới xuống tiền được. Còn nếu mà giá của mình đưa ra mà nó không còn cái biên độ lợi nhuận cho nhà đầu tư nữa thì sẽ rất là khó. Rất là khó, không? Cái này là Hiệp chân thành, Hiệp chia sẻ với các anh chị. Cho nên là nếu mà anh chị nào mà gửi cho Hiệp mà có giá nó cao hơn thị trường thì anh chị cũng đừng có giận, bởi vì nó sẽ khó mà bán ra được trong thời, đặc biệt là thời điểm này anh chị ạ. Khó bán lắm. Bởi vì nếu mà bản thân mình đặt là vị trí người đi mua đi, thì anh chị cũng sẽ phải tìm hiểu thị trường, tìm hiểu về giá nó có hợp lý không anh chị mới mua, chứ đâu phải là mình mua cái gì cũng được, đúng không ạ? Thì người mình như vậy thì người khác cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên là đứng ở cái phương diện mà đi bán bất động sản của mình hay của người khác thì Hiệp luôn đứng ở phương diện của người mua, để Hiệp hiểu hơn, thấu hiểu hơn, Hiệp có thể giúp đỡ được anh chị như thế nào đó thì Hiệp sẽ rất là sẵn lòng. Cho nên là anh chị có bất động sản bán, đặc biệt là bất động sản tốt, hợp lý thì cứ liên lạc với bên Hiệp nha. Bên Hiệp sẽ hỗ trợ các anh chị hết lòng, kể cả cái phần định giá mà anh chị nhiệt tình thiện chí mà nhờ bên Hiệp định giá thì bên Hiệp sẽ định giá luôn cho các anh chị. Và đương nhiên Hiệp cũng chỉ bán với giá đó thôi, chứ không phải Hiệp định giá thấp rồi Hiệp kê giá cao. Bên Hiệp không kê giá nha anh chị, bán đúng với cái giá thôi. Bên mình chỉ lấy cái tiền hoa hồng thôi, chứ còn không có kê giá xào chẻ như những cái nơi khác. Cho nên mọi người hãy yên tâm. Đó là những cái chia sẻ cá nhân của Hiệp. Rồi, Hiệp cảm ơn các anh chị đã xem cái video của Hiệp. Nếu thấy những chia sẻ của Hiệp nó hữu ích thì anh chị nhớ chia sẻ cái video này để nhiều người thân bên cạnh mình hoặc anh em bạn bè có thể nhận được những cái thông tin tích cực này để giúp cho mọi người đầu tư một cách nó an toàn và hiệu quả hơn. Còn anh chị nào đang xem mà chưa có đăng ký thì cho Hiệp một cái nút đăng ký và nhớ ấn luôn nút chuông bên cạnh để nhận được rất là nhiều video tiếp theo của Hiệp đầy thông tin giá trị dành cho đến các cái nhà đầu tư, đặc biệt là quan tâm đến bất động sản an thiết. Rồi, thôi, Hiệp xin chào tất cả các anh chị, chúc một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai.